quý vị nghe tiếng Anh tiếng đầu mệt á. Anh có cần hỏi gì hỏi tiếng Việt Nam. Hả? Cái này sắp Việt Nam phải không? Anh là thấy viết liền. À, có biết mấy chuyện này chưa? Chuyện Việt Nam á. Chuyện mà đọc cho con nít nó ngủ đó. Hả? Vậy hả? Đọc hết rồi hả? Thôi mà. Đừng có gạt em mà. Thôi dòng này cũng được hả? Chi hoài mất công. Nói lung tung cũng vậy thôi. Hả? Nói nhiều lắm thì cũng phải nhét lỗ tai lại rồi. Phải không? Nhét lỗ tai lại cái lúc mà không nghe gì hết đó là tốt nhất á. Phải không? Rồi. Nghe lắm mà. Để ra tính sao hả? Chuyện này tôi bên Việt Nam đem qua không sách đen thùi là viết liền hả? Bên nó đọc hết rồi. Bên nó cái gì cũng biết hết trơn rồi. Cái này đọc cho mấy đứa nít chứ mình đâu có đọc được hả? Chuyện mấy ông táo rồi này kia đó. Hả? Có gì đâu mà coi. Nhưng mà nghe cũng được ha. Dạ. Nhiều khi mình đọc mình thêm mắm thêm muối. Ê không phải thêm. Thêm gì vậy? Thêm mắm chay, mắm chay. Dạ. Wow. Ông Lạc không đó hả? Dạ. Ôi giời đất ơi. Thôi chết tôi rồi. Sao mà nhiều thế? Ôi giời. Chuyện này là chuyện gì không biết nó hay không à? Hả? Chắc không có gì đâu hả? Sao lại dành tới rồi? Quý vị có muốn hỏi chi không? Trời ơi, bữa nay nhiều hơn bữa đó nữa. Lại thấy đẻ thêm ra thì sao? Thật chứ bữa nay thấy nhiều hơn bữa đó nữa. Phải không? Sao kỳ vậy? Có người này giấu người nào ở trong áo rồi bữa nay kéo ra không? Nghi quá hả? Chắc mấy người Việt Nam qua đây hả? Hai người ngồi chung trong một cái túi ngủ rồi một người giá lên vai phải không? Ở Việt Nam sao qua đây được hay vậy? Người nào Việt Nam qua đâu? Sao qua đây được hay vậy? Thưa cái này mọi việc lo passport từ đầu chí đuôi đó thì du lịch tất cả các đoàn du lịch ở Sài Gòn đều tổ chức như vậy hết. Dạ thưa tụi con rất là tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn Sư Phụ và đã an bài cho chúng con. Tôi gần cũng đây tạ ơn Thượng Đế. Tôi thấy bác qua này cũng ghê. Không có ổng, không có đi được. Vậy cũng có bà con với Thượng Đế chút đó hả? Nó được chứ làm gì, không phải con ông cháu cha làm gì được đi. Thưa gần đây nó mới có cái tuyến đi du lịch ở Đài Loan 15 ngày đó Sư Phụ. Vậy hả? Dạ chỉ có Đài Loan thôi Sư Phụ. Cái chỗ khác không có đi được. Dạ không có. Vậy hả? Dạ. Vậy cũng may tôi ở đây hả? Mỗi năm cho qua 2 lần hả? Thôi tiền đâu qua dữ vậy cha. Hả? Ủng hộ liền. Đi hốt hụi hả? Dạ không. Đi qua vậy biết đâu chừng Việt Nam đổi mới Sư Phụ. Thôi có tiền đi chứ không ai bắt hả? Dạ. Không có thôi đừng đi. Dạ, miễn Sư Phụ cho đi là được rồi. Chó là cho. Thì cái lúc nào có tổ chức gì đó thì quý vị đi chứ. Dạ. Chứ qua nhiều khi qua lung tung Sư Phụ cũng coi nhà uổng tiền. Dạ. Phải không? Đâu có nhảy đâu đi được chỗ khác đâu. Dạ. Ví dụ như người ta có passport Mỹ đâu qua đây cũng có Sư Phụ nó chạy qua Singapore hay Sư Phụ ở đó chạy qua đó hả? Người Việt Nam đâu có đi đâu được hả? Mới vậy là cũng hay lắm rồi. Hả? Bây giờ qua Đài Loan là cũng hay lắm rồi ha. Trời ơi, cũng như là mơ ha. Hồi đó khóc lóc dùm mỗi lần viết thơ, tôi khóc nhỏ hết trơn, tôi đọc không biết viết gì. Nên cái sư phụ ơi, rồi cái đó bắt đầu ở dưới là nó nhỏ hết trơn rồi, không thấy gì. Vậy mà gửi qua anh chị không biết nữa. Cái bao nhiêu đó, rồi ở dưới cuối cùng nó chỉ có chữ Đài Loan ở dưới là mình biết nó nói gì đó. Chứ không đâu, đọc không biết gì trơn. Xong rồi hả? Không hỏi gì phải không? Để coi đếm đầu có tên nào chưa có đến, tên nào không có đến đây. Có người nào vắng mặt đâu giơ tay lên. Trời kỳ này đông quá hả? Đông lâu quá mà lại đông dữ vậy hả? Dạ.
riêng là sao? Riêng là đuổi mấy người đi đâu? Trời ơi, cái này mà gặp riêng là phải ở 3 năm cô hiểu không? Nếu mà đông như vậy đó mà muốn mà mỗi người muốn gặp riêng hả? Dạ thưa, cái đoàn của Âu Lạc tụi con qua đây thôi. Xin thôi mà má cũng vậy thôi. Âu Lạc. Bộ má tưởng mấy người Âu Lạc ở bên kia gặp tôi hoài hoài sao? Hả? À? Đâu dễ vậy? Người ta đi từ Bình Đức qua đây bao nhiêu tiếng đồng hồ? 24 tiếng. Ví dụ vậy đó không? Rồi người ta đi ví dụ như từ bên mấy cái nước mà xa hơn á, nhiều khi ba mấy tiếng đồng hồ. Rồi có nói người Âu Lạc á, mấy người Tây Phương, à, người Chile á gì đó. Nước Chile biết không? Nước gì? Chile. Chile. Chứ đâu có bà ông ấy truyền má hơn nước từ người Chi Lợi á, người bản xứ á, họ bảo cũng có thí nghiệm rồi rầm rầm á nha, à, cái chuyện là cũng khóc bù lu giống như người mình đó, phá đi từ đó qua đây 33 tiếng đồng hồ máy bay đó, chưa có nói cái vụ mà đổi tới đổi lui hay là quan thuế hay là đi xin visa, xin này cái đi hành chính này cái nọ chưa nói á nha, người ta cứ cố ăn mình á. Đừng ỉ Âu Lạc nó nhè nhè đòi hoài. Chứ chì bao nhiêu cũng đủ. Ỉ sư phụ cưng rồi làm tới hả? Nhiều khi mấy người khác đâu có thấy được sư phụ đâu. Đi 33 tiếng đồng hồ. Có ai đi nổi không? Tôi không đi. À, có minh sư tôi biểu không qua đây. Sao qua tôi thêm nổi. Còn ví dụ như có nhiều người Trung Hoa đó, Trung Hoa lục địa đâu có đi qua thăm sư phụ được đâu. À, có đi qua Hương Cảng thì được, nhưng mà xin giấy là cũng khó lắm. Mà ít nhất sư phụ cũng phải đúng lúc ở đó mới được. Người ta xin giấy mà nếu không không qua được lát hết rồi, hết hạn rồi xong. Rồi qua đó, nhưng mà đâu có phải mà đi một lượt qua được đâu. Nhiều khi xin giấy cũng khó khăn. Thế người Đài Loan, người Tàu còn khổ hơn người Việt Nam nữa. Mà đi xa đất à, còn ngoài đi Đài Loan còn đi đâu được không? Đi Campuchia được hả? Dễ không? Campuchia đi xe đò hả? À, còn mình lội bộ hôm qua. Ờ, à, mai mốt tính sao? Cảm giác. À, đi Campuchia, đi Thái Lan được không? À, Thái Lan mắc quá. Thái Lan được hả? Còn nước nào đi được nữa? Thái Lan rẻ hơn Đài Loan hả? Nhưng mà không có dễ, tại vì cái chỗ nào nó có đất nước hẳn hồi không? Ví dụ như chỗ này mình có trung tâm hả? Mình có nước chứ một lần uống 40-50 ngàn người, 40 ngàn người như vậy, mỗi ngày xài đủ thứ á, nhiều khi khó tổ chức á. Còn cái gì đó, máy ảnh, máy phim là người dịch này tùm lum á, đâu phải sư phụ muốn sắp đón đi đâu là đi đâu, không? Đủ thứ khó khăn á. Nếu Campuchia thì có thể đi được ha. Khi nào sư phụ đi đâu thì cho biết trước mà hả? Nhưng mà đi Campuchia bao lâu mới xin giấy được? Mấy ngày hả? Chui đâu bác? Bác không nói gì? Nói đi, đứng nói đại đi. Kính thưa sư phụ, kính thưa sư phụ, chúng con từ ở Việt Nam qua đây đồng tu ở Âu Lạc. Tu ở Âu Lạc, trở lại kính chúc sư phụ sức khỏe miên miên trường thọ. Sức khỏe thì mà liên miên. Mi mi đừng học cho bảo làm văn đó nha. Cái này văn mới là tôi nghe hơn lạ mình đó. Tôi đang học chồng tôi ở tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành để đến đây thăm trước kính viếng thăm sư phụ. Sao để lời rung quá vậy má? Có nghĩ chút đi. Cảm ơn bác, biết rồi. Gửi lời thăm ha. Thăm đồng tu ở đó gửi lời thăm sư phụ phải không? À, cảm ơn. Bác về nói cảm ơn hả? À, sư phụ cũng chúc quý vị cũng liên miên trường thọ.
liên miên mà rung. Rung liên miên. Ta đứng ta rung liên miên. Còn gì nữa không? Còn ai liên miên miên mang bệnh mùng, bệnh mùng. Mấy bận gì nữa không? Thằng vậy là dài dài vậy đó, mỗi lần đi 3-4 ngày tốn mất ngàn mấy bạc hả? Kiểu con đó hả? Kiểu bác đó hả? Năm tới không có tiền thất chứ bộ. Chưa mà, chưa, chưa có. Bị phát cái chương trình qua mà không có để cái, không có để cái địa điểm đi để thời gian. Năm tới chưa có phát mà, năm tới chưa có mà, năm tới chỉ có tháng 2 thôi. Có rồi, sư phụ, có một chương trình. Chưa đề địa điểm mới biết không đề. Tôi chưa biết ngày mai tôi ngồi đâu đề. Khi nào biết chắc là mới đề chứ. Biết chắc thì họ sẽ fax qua luôn. Được chưa? Tức là cho quý vị biết là những cái lúc đó sẽ có cái gì vậy đó là chuẩn bị lần á. Được chưa? Những cái lúc đó đừng có đi tuần trăng mật, tuần trăng ông gì đó. Được chưa? Đại khái nó vậy đó. Rồi chừng nào tới đâu á, đi đâu á thì cái lúc đó trước đó 1 tháng hay 2 tháng hay là 3 tuần gì đó nó phát xem một cái địa điểm ví dụ như đó, nhiều khi mình đổi mà. Sư phụ cũng tới nổi luôn Đài Loan vừa rồi, trời ơi trời đủ mệt, bây giờ già rồi xương cốt cũng giống như hồi xưa. Đi hoài mệt quá hả? Nhưng mà Đài Loan ở lâu cũng được, kiếm ông nào gả cho ông cho rồi chứ mới ở lâu được. Ở Đài Loan mà không gả cho Mỹ cái gì hãy thèm mấy Mỹ. Mỹ, tại sư phụ cũng thích ở bên Mỹ chứ. Sư phụ thích ở được cái gì đâu. Có tiền ở bên đó được chứ. Ở bên đó sư phụ kinh doanh cỡ chừng 500 ngàn là ở hoài. Cần gì con kiếm ông đồng thu nào đẹp trai. Ký cái ông thu cái rụt rồi xong cái gì đâu. Đi Las Vegas. Một ngày làm liền phải không? Nghe nói vậy đó. Vô mấy sòng bài đó. Kiếm anh nào mà thua. Chứ người ta đã đẹp trai con nghèo học giỏi ai chịu thôi. Vô cái sòng bài Las Vegas có nhiều sòng bài biết không, kiếm anh nào mà thua nghĩa là sắp bắt sang băng rồi đó, là biểu gì anh chưa. Rồi mình từ từ mình đưa đồ gia trị cho anh ăn, cái anh nói đánh bạc gì đâu hả. Mắc anh ăn chay đã, anh sợ quá anh giọt. muốn mà đuổi anh nào đi dễ lắm mà. Cứ bắt gì mẹo đi ăn chay, ngồi thiền gần 15 tiếng. anh bái xuống là anh ký giấy đi vậy liền là tức. Chưa kịp ký anh giọt anh chạy rồi, sợ chết luôn hả. Bây giờ để mình tính coi mà ở nước nào cho nó yên. Ở Mỹ sư phụ cũng thích lắm. Mình không thích Mỹ. Hả? Âu Lạc rồi. Âu Lạc rồi. Âu Lạc ở đâu? Hồng Kông hả? Đi Hồng Kông dễ hơn phải không? Biết rồi nhưng mà Hồng Kông chỗ nào đâu. Đâu có chỗ nào cho 4-5 ngàn người đâu. Quý vị ăn cơm mà có đủ không? Đủ. Như thế nào bây giờ mấy người Việt Nam ở Âu Lạc á, qua còn dễ hơn mấy người Việt Nam ở bên ngoài nước khác. Tại vì nhiều khi người ta ở nước Mỹ hay là nước Đức hay là nước Pháp á, muốn xin phép một tuần khó lắm á. Mà đâu phải xin đúng cái tuần mà mình muốn nữa. Nhiều khi những công nhân khác họ nghỉ á, mình đâu được nghỉ đâu, ví dụ á. Một năm có nghỉ mấy ngày thôi, ví dụ hay là nghỉ mấy tuần thôi. Xin quá họ đâu có cho. Ví dụ vậy đó, cũng đi xà lắc xà lơ à. Như mấy người Đức á, ngày nào cũng bò qua đây hoài. Nhỏ mà mẹt mẹt lắm. Ở Berlin á, trời ơi đâu còn xa hơn hả. Ở Đức mà ở München còn đỡ hả. Berlin còn đi đổi xe đổi cụ tùm lum hả. Tội nghiệp á. Ông xã đâu có đi qua không? Không có. Chinh Hải live in Nok hả. Mỗi lần cô này ở bên Mỹ, ở bên Đức là xa lắc xa lơ. Còn có nhiều người ở bên xa hơn nữa. Việt Nam chỗ nào xa nhất à?
Không quay đi Phi Châu hả? Có không có hả? Có. Không có hả? Chê hả? Có nó đen. Chê hả? Đúng rồi. Bữa hôm trước có ông Hoàng Tử Phi Châu muốn bắt sư phụ làm hoàng phi của ông á. Sư phụ nó thôi cha, ở nhà tôi thiếu gì người cà phê. Có nhiều người đàn ông một cà phê đợi tùm lum mà tôi còn chưa ăn ông cái đen thù lù. Màu cà phê mà tôi còn chưa chịu. Việt Nam á, nước da vàng vàng á. Đi qua Mỹ cái lạnh nó cứ thành màu cà phê, biết không? À, sư phụ bên Mỹ có hai chục anh boyfriend, anh nào cũng màu cà phê không ạ? Lạnh quá tiếc, màu cà phê. Ây à, Phi Châu thì không có Việt Nam á. Sư phụ đi qua nó đi rồi. Dòng nhỏ không thấy tiệm ăn Việt Nam nè, tại vì không có. Có là anh mở tiệm ăn liền. Người Việt Nam chưa mong mở tiệm ăn mà. Ê đâu cũng trộn lo ngò đâu về tùm lum á. Mở tiệm ăn biết làm gì đấy, qua đó đâu biết nói tiếng gì đâu. Đi đâu mở tiệm ăn là chắc ăn hả? À? Nếu không có ai lại ăn mình ăn cũng được. Bên đó có tiệm Thái Lan nhé, này có tiệm Thái Lan, có tiệm Tàu, không có, đây có tiệm Việt Nam. Ở bên Châu, bên Phi Châu. Ở Việt Nam, ở Việt Nam bây giờ đỡ không? Khá à, làm ăn rồi đủ điệp hả? Nghe hay ha. Đỡ là sao? Người ngã người kia đỡ lên hả? Vậy hả? Ừ, mình nhờ vào cái vụ du lịch hả? Tới đó rồi mình cũng nhờ cái đó mà mình sống thôi. Chứ là cái trình độ cho con cái đi học giờ nhà nước cũng lên cao mấy. Có nhà nước ngon hả? Dạ, nó ngoài này nó tốn tiền. Chùi thì nó mới giải phóng vô đó. Thi mà phải thi theo lý lịch đó sư phụ. Ừ. Bây giờ thì đỡ. Bây giờ không có dạ. Lý lịch nữa. Dạ. Tức là người nào mà ngụy thì cũng vô chung với trường các đồng chí dạ, luôn. Dạ, dạ. Biến thành đồng chí hết. Phải không? Dạ. Hồi trước Việt Nam mà đi học là cứ lay chí. Bây giờ còn không? Bây giờ còn cái lay chí không? Hả? Tủ qua mới là hả? Ồ, mình nói mà ai qua là cũng thành đồng chí á. Lớn quá trời. Bán nhà làm cái gì á? Ở Bến Thành á. Ồ vậy hả? Dạ. Cái gì để Bến Thành còn y hả? Dạ thế còn. Cái gì Quách Thị Trang mà. Dạ thế Quách Thị Trang là cái bụng binh. Còn cái chợ muốn để bể chợ Bến Thành. Bây giờ đã Quách còn Trang. Anh thân. Trụ ẻo. Phải không? Hả? Quách là quan tài á. Dạ. Nghĩa Trang á. Đặt ngay cho nó. Dạ. Trụ ẻo. Dạ. Đổ lại cái tên đi. Trang Thị Quách đi. Mà, đâu cũng vậy dạ. Hồi đó sư phụ mới qua đây cũng khó lắm chứ. Mà thật ra thì cái gì cũng có duyên à, hả? Dạ, à, dạ. Khó nhưng mà tu được mới hay hả? Chứ mình như dễ mà tu không được gì hết, tu làm quá gì đâu. Phải không? Đâu phải dễ mà. À, như lúc mấy người ở dưới nông thôn họ tinh tấn tu hành họ nghèo mà họ cố kiên tâm mà họ được phát ra rồi về họ tu. Mấy người nghèo dạ, cũng là mấy người dạ, vậy dạ, ở nông thôn dạ, thành lập dạ, dạ. Dạ. Họ tu hành tinh tấn hơn mấy dạ. Người ở thành phố nữa dạ. Một người khách đi Cà Mau tu nhiều lắm. Cà Mau hả? Dạ. Sư phụ chưa có về Việt Nam mà mới nói bao nhiêu ngàn người rồi đó dạ. Này, mà là không kịp nữa dạ. Sư phụ làm đi dính, sư phụ chị nghe cho xíu cái họ dính theo. Lại có sư nguyên ở Mỹ á. Kêu sư phụ là ông Phật Mỹ mà. Sư phụ, con đọc báo con thấy, con để ý là những cái nơi mà sư phụ đã đến thuyết pháp. Những nơi mà sư phụ đã đến thuyết pháp hoặc là sư phụ đã đến viếng thăm, ví dụ như là Đài Loan, Hà Oai nè, hoặc là những cái nước như là
Ý cũng có nữa sư phụ, Pháp nữa. Thì là bây giờ cái chỉ số đầu tư vào Việt Nam là cao nhất sư phụ. Hiện giờ Đài Loan là cao nhất. Mà con rất là ngạc nhiên, tại vì con biết cái công việc của sư phụ rất là âm thầm, nhưng mà chỉ có một mình là sư phụ, cái công việc sư phụ là rất là hiệu quả cho nước Âu Lạc. Chúng con xin rất là cảm ơn sư phụ. Dạ thưa sư phụ, với lại trước khi mà chúng con qua đây á, các đồng tu ở quê nhà khi mà được biết sư phụ cho phép thì Âu Lạc được tham dự thiền thất lần này á, mọi người rất là mừng, tại vì biết sư phụ rất là quan tâm và giờ phút nào cũng nghĩ đến người Âu Lạc. Và những người mà không đi được á, thì họ cũng ở nhà và cố gắng bế quan, cũng bế quan 7 ngày nữa sư phụ. Và tin tưởng là sư phụ lúc nào cũng gia trì cho họ hết trơn à. Được. Kẹo để mẹ chia cho mọi người cái hả? Dạ xin cảm ơn sư phụ. Sư phụ bò lên đó rồi đem chia gia trì nguyên con á. Mấy người Việt Nam nói gia trì nguyên con đầu mình tay chân cạnh bò. Sư phụ, những cái đồ mà sư phụ, những cái đồ ăn hoặc là đồ bọc sư phụ ban cho chúng con á, chúng con cảm thấy cái tình thương của sư phụ rất là nhiều, và cái điều đó là an ủi cho tụi con nhiều lắm khi mà trải qua những cái khảo nghiệm, chứ không phải là tụi con thích vật chất đâu sư phụ. Hiểu biết chứ. Thứ nhất, thứ hai, khi mà ngồi thiền khó khăn á, ví dụ mình ngồi quán quan lâu quá, ngồi không được á, nhiều khi cái niệm của mình nó nóng quá đi, niệm mút á, niệm mà là bằng ni lông á, hoặc là ở dưới đó mình bọc bao ni lông gì đó, cái ngồi nó khó chịu, nó không có cái sức nóng của trong người mình đó, với lại cái điện, nhiều khi cái nhân điện không có chỗ mà nó thông ra đó, thì nó hơi nóng, nó làm cho mình bực bội, thì mình đổi cái gối ngồi đi á, hoặc là mình ngồi xuống cái thềm gỗ đó á, hoặc là nhiều khi ngồi đất á cũng tốt vậy, hoặc là ngồi trên đá, cái đá mà kiểu đá củi như đây là ngồi cũng tốt lắm á. Nhiều khi ngồi nó hơi đau thì mình lót một cái khăn mỏng thôi, không phải cái khăn dày á, chứ không phải mỏng, mà khăn là kiểu khăn bằng cách cơ tông á, một vải á, này con vải thường á nha, cho nó thông hơi đó. Hoặc là mình ngồi ở những cái nệm mà nó làm bằng chiếu hoặc là bằng cỏ, biết không? Nó giống như kêu mà tatami của người Nhật á, giống như chiếu của Việt Nam nhưng mà nó làm dày hơn đó. Này mình ngồi những cái đó nó hơi cứng chút, nhưng mà nó không có cứng như là kiểu đá hoặc là gỗ, nó cứng nhưng mà nó không cứng, thấy không? Và nó có thông khí ở trong á, ngồi như vậy nên nhiều khi nó ngồi nó hơi lâu, thì quý vị coi cái niệm nào mà mình ngồi nó hơi mà nó khỏe á, thì mình phải biết là nhiều khi cái niệm mình ngồi nó ảnh hưởng tới cái sự ngồi thiền của mình á. Nhiều khi mình ngồi thiền, ngồi quán âm á, tự nhiên nó cảm thấy nó tức ngực chỗ này hả, hoặc là nó nóng nảy, nó khó chịu, làm như mình muốn nhảy lên đi chỗ khác thì không thể nào ngồi thêm được một giây đồng hồ nào nữa đó. Cái đó là tại vì nhiều khi cái nhân điện của người mình á, cái sức nóng trong người mình nó muốn ra, cái trượt khí nó ra mà không có chỗ nó thông đi á, tại vì cái dưới này mình ngồi bằng cái niệm mút này kia đó, những cái đó nó làm cho nóng thêm, nóng nảy thêm con người á, nó làm cũng như nhiều khi quý vị đắp cái đó mình đi lông thấy nó chá lửa lên không, nó xẹt lửa lên đó. Tại vì nó có cái chất cái gì không biết nữa. Hả? Điện static. Static tiếc biết rồi nhưng mà nó tiếng Việt. Tĩnh điện. À, nó làm cho mình khó chịu ha. Thì quý vị ngồi trên một cái miếng gỗ. Hoặc là ngồi trên chiếu này kia đó. Cái đó thì nó mát đi cái chân á. Để cái chân trần của mình á, ngồi trên đó. Rồi cái mình ngồi quan âm cái nó bớt liền. Ngồi lâu được lắm. Vô mình ngồi xuống dưới thềm bằng gỗ ha. Mình ngồi chùm hổm kia đó ha. Rồi mình để cái đầu, hai cái đầu gối mình lên cái nệm, cái sofa hay cái gì mà mềm cũng được nữa, hoặc là trên cái bàn thấp thấp nào đó. Thì ngồi mình ngồi lâu á, nhưng mà cái chỗ này phải mềm nha, cái chỗ mình để cái cùi chỏ mình phải mềm, chứ nếu không nó đau khó chịu lắm á. Nhưng mà khi nào mình thấy bực bội như vậy là nhiều khi mình phải đổi cái cách ngồi của mình, hoặc là đổi cái chỗ ngồi, hoặc là đổi cái niệm ngồi, nhớ không? Vậy thôi. Còn khi nào mà nó đổ hết chân cả nhà, đi vòng cả nhà rồi mà chưa được là biết cái nghiệp chướng rồi đó. Cả lúc đó phải kiếm cách khác, không? Phải sám hối hả? Này, rồi phải hoặc là phải vận động một chút. Nhiều khi ngày xưa người ta bắt lại Phật đó là cái cách vận động thôi, chứ không phải là cần phải, người ta tôn kính Phật là phải. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình muốn mình lạy cũng được đó, mình lạy trời lạy đất gì đó hả, cho nó giãn gân giãn cốt ra, hoặc là mình tập thể dục một chút gì đó,
mình treo trên trần nhà gì đó, không phải treo cổ. Mấy cái tay á, nhiều khi mình cái bằng cái gì? Paraffin hả? Tiếng Anh lại biết được nói tốt tiếng Việt. Hả? Đến đâu á? Mình kéo cái tay một chút, mình ngồi thiền lâu nó lưng mình nó khòm khòm á, rồi cái xương sống nó hơi cái gì nó cong cong á, mình có cái sư phụ cũng có nữa trong phòng á, đóng một cái cây sắt gì ngang đó. Một chút thôi, cho cái gân cốt mình giãn ra, còn không thì mình tự giãn gân giãn cốt mình ra đó. Này, cái ví dụ vậy đó ha, là mình ngồi nữa, cái nào mà đổi nó làm hết cách rồi mà không được thôi chịu đựng đó nha. Hả? Bỏ thép rồi đó. Thép tán Phật nghe, hoặc là sư phụ lúc mà đi hoằng pháp có nói pháp gì đó. Cái nào mà sư quý vị thích á thì bỏ ra nghe. Hoặc là âm nhạc của sư phụ, hay là sư phụ đánh đờn cái gì cũng được hết á, miễn là có sư phụ bỏ tay vô đó là được rồi. Không cần biết nó hay dở đừng có nói. Cái lúc đó quý vị nghe những cái nhạc đó chưa, cho nó nhẹ bớt cái sự áp lực ở bên trong, làm cho cái lực lượng mà phổ định của mình nó cũng êm bớt, nó nghe nhạc nó quên. Thầy nó nghe cái bài này mà đánh vô lộn xộn. Thôi bỏ đi chơi chỗ khác cho rồi. Nghe mà đánh đờn kiểu này hồi mệt quá. Hiểu chưa? Cái nào mà nó bực mình quá thì đưa cái thêm mấy cái đờn mà đánh dở hung á. Dở thiệt là dở rồi cho nó đuổi nó đi cho rồi. Tại nó nghe nó ngán quá nó phải chạy thôi chứ. Cái lực lượng mà mấy con ma đó, nó nghe sư phụ đánh đờn lộn xộn nó sợ nó chạy mất, nghe điếc tai. Nó đi ra ngoài cái club á, câu lạc bộ đó hay là gì đó, night club nó nghe hay hơn, thấy không? Nó nhảy nhót lung tung á. Thí dụ vậy đó hả? Đặng cho nó nhẹ bớt cái đầu óc của mình, cái sự áp lực đi, mình nghe cái mình quên đi. Cái đầu óc mình không có đề kháng quá sức đi, thấy không? Nghe sư phụ nhà hiếm được đó. Còn nếu quý vị nghe nhạc rock and roll mà thích thì thôi nghe, không sao hết, không muốn nghe gì đâu nghe. Nhưng mà mấy kia sư phụ không có bảo hiểm. Nghe nói, nghe tụi nó nói nghe mấy nhạc cái sư phụ đỡ lắm. Thành ra sư phụ với sẵn dịp nói luôn. Chứ còn quý vị thích cái nghe gì mà nghe mà quý vị đầu óc được thanh thản, ngồi thiền được lâu là ok rồi. Mấy kia sư phụ không biết, chứ mà kia nghe mấy cái nhạc này nghe tụi nó đỡ lắm. Mấy người nhập ma rồi, ma nó cũng đứng dậy nó nhảy luôn luôn. Rồi một hồi nó chạy mất. Nó nhảy mệt quá chạy mất. Ví dụ vậy đó. Mình làm đủ cách để cho đầu óc mình được thanh thản, để ngồi thiền nó nhẹ nhàng nó lâu ha. Chứ không phải không nhất thiết lúc nào mà ngồi thiền không được cũng là nghiệp chướng cả. Nhiều khi mình ngồi cái gối nó không có êm, cái gối nó nóng quá, cái gối nó cứng quá, cái gối nó mềm quá, nó lún xuống á. Mình ngồi không có được thẳng á thì nó cũng không lâu. Có nhiều trường hợp thì quý vị phải coi ha. Coi trường hợp nào, hoặc là nhiều khi mình ăn uống no quá đi, ăn những chất nó quá nóng ha, cay mặn nồng quá sức á, là cà phê trà kích thích quá đó, ngồi nó như là ở dưới cái gì của mấy ông yoga mà ngồi bằng trong. Thì quý vị phải coi hả, cái cách nào mà làm cho mình ngồi lâu á thì mình phải thử lần lần nhé. Hay nhiều khi mỗi ngày mình ngồi mình thử, có nhiều khi cái nhà của quý vị cái chỗ nào nó thông hơi hơn, chỗ nào nó bí hơi hơn này kia đó. Thì phải coi cho kỹ. Nhiều khi mình ngồi chỗ này nó hay hơn thì mình ngồi chỗ đó. Vậy đó. Phải uyển chuyển mà tu hành. Chứ không phải lúc nào cũng phải ngồi mà xếp bằng cứng ngắc như vậy. Nhiều khi sư phụ ngồi trên ghế gấp chân trên bàn á. Ngồi như vậy á. Cũng có cảnh giới rầm rầm nè. Nhiều khi mình ngồi quan âm mệt quá đó, mình gục cái đầu xuống bàn luôn á, cũng có cảnh giới rầm rầm mà. Hoặc là quý vị mệt á, mệt thay vì mình ngồi quan âm thì mình cũng như mình bò á, thấy không? Mình bò dưới sàn á, cũng ngồi y như vậy, nhưng mà là thay vì mình ngồi thẳng thì mình ngồi nằm á, úp mặt xuống á, úp mặt xuống gối hay là gì đó, vị trí cũng để nguyên, nhưng mà thay vì thẳng vậy mình vậy á, hiểu không? Vậy nó cũng thay ánh sáng rồi nữa. Hoặc là ngủ bò cũng có ánh sáng. Nhiều khi ngủ đừng ngủ thẳng không có ánh sáng, tưởng đâu nằm thẳng như vậy hả, mắt nhắm rồi để trí mắt trí huệ, để đầu óc với mắt trí huệ đây có ánh sáng không, có nhiều khi mình nằm lật hoàng bền kêu có ánh sáng, hoặc là mình nằm ấp xuống có ánh sáng, tùy theo hả.
quý vị làm sao quý vị vui vẻ sung sướng tự tại là được rồi. Nhiều khi ngồi lâu mệt quá không có ánh sáng thôi nằm xuống ngủ. Mình tới thế giới năm huyền á. À, nhiều khi tới thế giới năm huyền cho con sáng à, ánh sáng huyền á đem thù lùi. Thử ha, với lại phải kiểm soát cái thức ăn của mình. Nhiều khi bây giờ nước Âu Lạc giàu rồi đó, bánh gì nó cũng bỏ trứng cái trong hết đó. Tại nó đâu có gì nữa đâu mà ngoại trừ trứng ra bị bỏ gì nữa. Bánh trứng kem hả? Nhiều khi kem mà kem ly á, nhiều khi họ bỏ trứng cái trong á. Mình ăn đồ ăn thường của Việt Nam có rau tươi, trái ngọt á, những cái đó nó giúp đỡ tiêu hóa tốt lắm á. Ăn đậu hũ hả? Đậu phộng hả? Hay những cái đậu đen, đậu đỏ gì đó. Việt Nam nhiều đồ ăn bổ lắm. Ăn thường thường vậy là đủ rồi. Hả? Rau muống chấm gì đó, đậu hũ trâu gì đó, tụi nó đủ. Không có sao đâu, không có thiếu thốn gì đâu. Hả? Trời. Ăn vô đủ chết đồng sợ, khó quá. Thôi đừng ăn. Sẵn qua ăn cái nhiều thứ đâu có đủ đâu. Đủ đâu phải cái trâu nào cũng có đủ đâu. Hả? Không phải đâu, để lâu nó nhiều khi nó lên men một chút mà. Cái rượu nó ít lắm không có sao đâu. Nhưng mà ăn bánh mì nó có một cũng có chất rượu ở trong á, nó lên men á. Cái chất cái rượu ở trong đầu cháo nó cũng cỡ bằng ở trong bánh mì thôi. Ăn xong mà không có say xưa đó là được rồi. Chút chút thì mình cực đoan quá vậy, thôi chết luôn cho rồi đừng ăn gì hết. Quá sức vậy thì thôi, truyền đâm ứng xong là chết chui chui. an toàn nhất, phải không? Không bao giờ đụng tới chút gì hết. Hả? Ở Việt Nam có món tàu kỳ non cũng ngon. Ăn đi không sao đâu. Có đầu đuôi có mấy miếng chao thôi mà không ăn gì, ăn gì giờ? Ở Việt Nam không ăn chao ăn gì bây giờ đây? Hả? Khổ quá vậy. Thôi xong rồi hả? Mai gặp nha. Gì nữa? Dạ. Nói to gì nói cho hay không thôi rồi. Không biết cái tính tôi rồi hả? Tôi không có cái nể nang ai hết á. Rồi nói lẹ đi. Con từ Việt Nam qua là người nhỏ nhất trong đoàn. Biết đâu thấy lớn ù ù vậy. Rồi sao mấy tuổi? Dạ 18 tuổi. 18 mà cũng đi qua được hả? Tiền đâu vậy? Dạ. Nhà cho. Sao nhà không đi mà đến đi với mẹ sư phụ. Má đi hả? Dạ, con hai đi người má. À, trời má con giàu quá vậy. Dạ. Sao? Dạ, con ở Việt Nam thì tu hành cũng giải đãi hay đổ thừa vô hoàn cảnh mà sư phụ dẫn cho con đi tham dự thiền thất. Thì con không biết nói gì hơn, xin cảm ơn sư phụ và cầu nguyện cho mười phương chư Phật thượng đế tối cao ủng hộ cho sư phụ con. Và con cũng xin cảm ơn tất cả các chú bác đồng tu đã hết lòng giúp đỡ con và cho con rất nhiều quà gia trì mà hồi nào ai cho vậy? Dạ. Nó không hỏi tôi mà nó cho đại vậy. Rồi được rồi, cảm ơn dạ. Chú bác nào đó thì đi cảm ơn đi. Dạ nhiều lắm chú. Thôi khỏi cái đây, mình không dạ. Có cái hôm nay không có cảm ơn chú bác, không có thì giờ đâu. Chú bác ở đây có cần câu hỏi gì không? Dạ à? Không chú. Con đường một tiếng thôi, thành ra không có gì hỏi. Và con chỉ có ước nguyện một là mai này nếu như sư phụ có thiếu người thì con sẵn sàng theo sư phụ. Người chưa vô thì rồi vô, người vô rồi đòi ra. Thôi mai mốt tính sao hả? Dạ. Cảm ơn hả? Em nói thằng đứng trước. Theo con đường này khổ lắm. Vậy rất tới rất vui tùm lum. Hỏi từ thế biết liền. Thank you so. Thôi được rồi. Chừng nào có tin tức gì nói sao hả? Bữa nay hả? Dạ. Gặp nhé. Dạ. Dạ. Thank you.
nó mỏng quá bận thêm cái trong đó. Mấy người tưởng đâu kéo lên có coi cái gì. Leo leo. Ngày răng đen thì nó ló ra.